Tại sao anh khóc? Người ta đã đi rồi. Họ đi rồi, nhưng họ là ai mà tại sao lại khóc? Em cũng không biết nữa, nhưng có lẽ là em đã yêu rồi. Em đã yêu? Người ấy là ai? Là một người xa lạ mà em chỉ mới gặp lần đầu. Em nói sao? Em đã yêu một người xa lạ? Thôi hết rồi. Anh Chu Sa, anh làm sao vậy? Em yêu là có tội phải không anh? Không. Yêu nhau không bao giờ có tội, nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà từ bấy lâu nay anh ôm ấp mãi. Giờ đây đã muộn màng rồi, anh có còn gì nữa đâu để nhớ thương kỷ niệm trong đời. Mình đã một thời chắc chiêu trong tuổi còn thơ hồn nhiên để tạo một thiên đường, một thiên đường đầy hoa thơm. Lời anh nói ra em đâu hiểu được gì, anh đã buồn đã khổ vì ai, và từ bao lâu rồi cho mãi từ lâu anh muốn nói một điều quan trọng, nhưng vẫn lặng câm theo ngày tháng lạnh lùng. Anh muốn nói với một người nỗi đau sâu vì yêu. Còn như anh, em là kẻ ngài chánh phạt, đêm ngủ trên sợ sao bỗng nhiên em nghe lành ca tâm hồn. Nhìn áng mây trôi lòng cũng sắc sẽ buồn, lòng dùng tương chợt nghe mềm yêu khi một lần đổi. Chắc hẳn là anh cũng hiểu được lòng
có phải em và người ấy đã hẹn thề hẹn ước không? Người ta vẫn hững hờ và xem em như kia là người xa. Trời ơi, kẻ mình yêu lại hững hờ xa lạ thì còn gì đau đớn nào hơn. Gần gũi tấn ghen mà như vạn lý quang sang, tình căm ninh nên tình đành tuyệt vọng. Tóc mây quằn quại bay trong gió lòng, như lòng em đang bão động tới bờ. Thiên Kiều ơi, sao chiều nay bỗng nhiên anh lo sợ như đánh mất một cái gì yêu quý nhất. Nếu một mai giữa xa trường anh gục chết, biết ai là người xây đắp mộ cho anh? Anh chưa xa, anh nói cái gì em nghe không hiểu. À khắc Thiên Kiều, anh không thể thản nhiên nhìn em đau khổ. Anh không muốn tiếp tục câm nín để mất em. Chu Sa, anh nói gì mà lạ vậy? Thiên Kiều, anh muốn nói là anh đã yêu em. Hả? Yêu em? Yêu em ruột của anh? À khắc Chu Sa, anh điên rồi có phải không? Anh điên rồi có phải không? Phải, anh đã điên. Vì mười mấy năm qua anh muốn nói yêu em mà chưa một lần dám nói, thì đây đến hôm nay không còn gì nữa cả. Khi em đã dậm chân lên môi son, đến giờ này phải khổ lụy vì yêu. Anh nói ra đây là nỗi lòng thầm kín rồi thiên thu, anh cấm nín nghe lời. Trời ơi, tại sao anh lại ôm ấp một tình yêu tội lỗi, yêu một đứa em máu thịt tình thâm? À khắc Chu Sa, mà cha thương mến yêu chiều. 17 năm qua cha cứu sống em trên sông Hoàng Hà sống dậy, gần gũi bao ngày anh ôm ấp một tình yêu. Em kia vô tình anh đau đến biết bao nhiêu, anh muốn gào tỏ rằng anh yêu em tha thiết. Vì giữa chúng ta không cùng chung máu huyết, từ thoáng sơ ôi nguồn. Chu Sa, thật vậy sao anh? Anh nói thật. Trời ơi, vậy còn cha mẹ ruột của tôi đâu? Chẳng lẽ tôi là một người con không cha không mẹ? Cha ơi, có phải sự thật như vậy không cha? Có phải
Có phải con là một đứa con không mang dòng họ A Khắc? Không, không.